Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, Ad chân thành cảm ơn bạn Trường Gia Đình Thanh nha. Tối hôm qua, bạn coi cao thủ tu chân xong rồi đấm một quả vào nút số bảo thanh. Cú đấm này hơi nặng ký. Chân thành cảm ơn là Trường Gia Đình Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn ủng hộ Ad. Cảm ơn Trường Gia Đình Thanh rất nhiều. Cao thủ tu chân Diệp Thiên chương 4383 đến chương 4385. Hy vọng trọng sinh. Độc Cô Cảnh Viêm ở sâu trong hư không ô tịch. Đây là một vùng tinh vực đã bị vũ trụ lãng quên. Mỗi một hành tinh đều là ngôi sao chết đổ nát. Không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Nhưng nơi này đúng là một nơi tuyệt hảo để hắn tu luyện. Suốt 10 năm qua, hắn đều lưu tại nơi này, 10 năm đều như một ngày, liên tục không ngừng hấp thu tinh nguyên thần lực, có được từ thiên thần giới của vị tồn tại thần bí kia. Thường thế mà hắn bị Diệp Thiên gây ra, không chỉ đều khôi phục lại trong vòng 10 năm này, mà lực lượng khí tức hiện tại của hắn càng cường hãn hơn so với lúc trước, không chỉ là gấp 10 lần. Sát khí trong mắt của hắn không ngừng lấp lóe, gần như là kéo dài trong một khắc đồng hồ mới dần dần lắng lại. Tâm tình của hắn cũng chậm rãi bình phục trở lại. Phía trên đỉnh đầu của hắn, tinh nguyên thần lực màu vàng nhạt kia tại trong 10 năm sau nhiều lần luyện hóa đã chỉ còn kích cỡ tương đương bằng hạt gạo. Đợi đến một khắc hắn đem tinh nguyên thần lực này hoàn toàn hấp thu mới là ngày hắn chân chính xuất quan. Diệp Lăng Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Đợi đến ngày ta xuất quan chính là thời điểm ngươi phải bại vong. Lần này sẽ không còn biến số gì xảy ra. Trong mắt của hắn hiện đầu tiên kiên định. Đây là điều mà 10 năm trước không hề có. 10 năm trước đó, khi hắn cùng Diệp Thiên đối chiến, hắn cũng rất tiếc tính mạng, sợ hãi, tử vong. Nhưng lần này hắn lại không do dự nữa, bởi vì thắng bại của một trận chiến này liên quan đến sinh tử của hắn, căn bản là không thể lùi bước. Mà địa cầu theo sự hủy diệt của Hạo Thiên Đoạn Linh Trận, sự phát triển của linh lực mà địa cầu bị phong ấn mấy chục vạn năm qua càng trở nên bành trướng một cách đáng sợ. Tầng luồng linh lực nồng đậm tới cực điểm, hóa thành một cơn thủy triều linh lực tập trung lan tràn khắp các nơi trên địa cầu. Vô số tu sĩ võ giả đã lâu không thể phá vỡ bình chướng, tại lúc này nhao nhao phá vỡ tiến vào cấp bậc cao hơn mà mình vẫn hằng mong ước. Kỷ nguyên mới của địa cầu tại một ngày này đã triệt để mở ra. Trong sử sách ngày sau, ngày này sẽ được gọi là món quà của đế vương. Mà lúc này bên ngoài hư không của địa cầu, Từ Nhược Vũ nhìn xem Hạo Thiên Đoạn Linh Trận đã bị xé thành từng mảnh vỡ kia, sắc mặt liên tục thay đổi. Trong 10 năm này, ông ta đã vô số lần thử phá hủy Hạo Thiên Đoạn Linh Trận, nhưng cho dù ông ta đã đem hết toàn lực, vẫn chỉ có thể đem Hạo Thiên Đoạn Linh Trận xé mở ra một khe nứt cực kỳ nhỏ bé, làm cho lực lượng của nó suy yếu đi đôi chút, nhưng lại không cách nào lung lay được nền tảng của nó. Mà bây giờ Diệp Thiên chỉ là tiện tay kéo một cái liền đem trận pháp cường hãn này hủy diệt dễ như trở bàn tay. Bốn loại lực lượng cực hạn của vũ trụ tích chứa trên đó tức thì bị anh thôn phệ hoàn toàn. Ông ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì mà tứ đại người thừa kế thần cách là bị Diệp Thiên giết chết ba người, đánh bại một người. Loại chiến lực này đã vượt xa sự nhận biết của ông ta. Nhược Vũ, thúc tổ, đi thôi, chúng ta trở về địa cầu. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía Từ Nhược Vũ. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện tại trên ốc đảo ở biên giới Hoa Hạ kia. Tiêu Thiến Tuyết, Hoàng Si Tiết bọn người vẫn còn chờ tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Thiên hiện thân, Tiêu Thiến Tuyết vội vàng tiến lên, hiếu kỳ hỏi. Anh vừa mới rồi đã làm cái gì đó, đúng không? Em đột nhiên cảm thấy tu vi của mình
lại có dấu hiệu tăng lên, tựa như là lúc nào cũng có thể đột phá đến nhập thần. Những người còn lại cũng nhìn về phía Diệp Thiên, bọn họ cũng có một cảm giác tu vi của mình đang tăng lên. Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, cười nhẹ nói ra, cũng không có gì, chỉ là phá hủy một trận pháp đã tồn tại rất lâu bên ngoài địa cầu mà thôi. Không đợi Tiểu Thiên Tuyết bọn người kịp mở miệng, Diệp Thiên đã lập tức giới thiệu với bọn họ. Đúng rồi, nhân tiện giới thiệu với các vị một chút. Vị này là thúc tổ từ Nhược Vũ của tôi, các vị cứ gọi một tiếng Nhược Vũ tiền bối là được. Tiểu Thiên Tuyết liền hướng về phía Từ Nhược Vũ, sau khi hơi do dự một chút, lập tức chắp tay hành lễ, có chút hạ thấp người. Hậu bối Tiểu Thiên Tuyết bái kiến Nhược Vũ thúc tổ. Nàng một tiếng Nhược Vũ thúc tổ này làm cho Diệp Thiên cùng Từ Nhược Vũ đều khẽ giật mình. Sau đó Từ Nhược Vũ phá lên cười ha hả, bên trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên mang theo ý vị trêu tức cùng giễu cợt. Diệp Thiên sờ sờ mũi cũng cực kỳ xấu hổ. Tiểu Thiên Tuyết cũng giống như anh, cũng xưng hô với Từ Nhược Vũ là thúc tổ, ý vị trong câu nói đó không thể rõ ràng hơn. Chỉ là anh hiện tại cũng để ý tới những chuyện này, tại sau khi Từ Nhược Vũ cùng đám tiểu bối này chào hỏi một chút, hai người lập tức nói đến chuyện phát sinh trên địa cầu trong 10 năm qua, bao gồm cái chuyện Diệp Quỳnh Thương bị vẫn lạc. Từ Nhược Vũ đem chuyện Sáng Thái Thần xâm nhập hệ ngân hà, cùng chuyện hắn âm thầm khống chế ông ta, từ đầu đến cuối nói hết một lần. Thời điểm nghe tới việc Diệp Quỳnh Thương hy sinh chính mình thành toàn cho Từ Nhược Vũ, ánh mắt Diệp Thiên cũng lướt qua một tia trĩu nặng. Thật lâu sau, anh mới thật sâu thở ra một hơi. Đây là lựa chọn của phụ thân con, cũng là tấm lòng thành của ngài ấy. Từ nay về sau, người hãy thay thế ngài thật tốt trấn giữ hệ ngân hà. Từ Nhược Vũ kiên định gật đầu, sau đó từ lòng bàn tay của ông ta xuất hiện một đạo quang ấn. Tiểu gia hỏa, đây là quang ấn thần hồn phụ thân cậu trước khi lâm chung lưu lại. Đại ca để ta thay cậu bảo vệ, nhưng ta nghĩ thứ này vẫn phải giao đến tận trong tay của cậu. Chị Thiên nghe ông ta nói như vậy, đôi mắt lúc này khựng lại. Quang ấn thần hồn sao? Anh lập tức tiếp nhận quang ấn, cảm nhận được khí tức ấm áp tích chứa trong đó, cùng một lượng tin tức về ký ức vô cùng lớn. Nét mặt quan là lần nữa thay đổi, giữa hai đầu lông mày hiện ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới phụ thân lại còn lưu lại quang ấn thần hồn như thế này, quá tốt rồi. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Thiên, Từ Nhược Vũ kỳ quái nói ra, tiểu gia hỏa, cậu đang nói cái gì vậy chứ, cái gì mà quá tốt chứ? Khóe miệng Diệp Thiên cong lên, không nhịn được phá lên cười to, đem quang ấn thần hồn nâng cao quá đỉnh đầu. Phụ thân mặc dù đã vẫn lạc, nhưng quang ấn thần hồn của ngài vẫn còn, chỉ bằng một điểm này là đầy đủ. Bên trong quang ấn thần hồn này lưu lại tất cả ký ức của ngài, giống như một cái ý thức thể hoàn chỉnh của ngài, chỉ là không có phương tiện nào thích hợp có thể khiến cho ý thức thể hoàn chỉnh này hoạt động trở lại. Chỉ cần tìm được một trung gian hoàn chỉnh, lần nữa thức tỉnh lại ý thức bên trong quang ấn thần hồn, lại vì ngài mà tái tạo một thân xác hoàn mỹ, phụ thân vẫn có hy vọng trọng sinh. Giờ khắc này, ngay cả Từ Nhược Vũ cũng nhận được sự rung động trong lòng. Đại ca còn có thể sống lại hay sao? Phải biết về logic, Diệp Quỳnh Thương đã hoàn toàn biến mất, vô luận là thân xác hay thần hồn cũng không còn tồn tại, chỉ còn sót lại một đạo quang ấn thần hồn mang theo tất cả ký ức. Loại tình huống này muốn trọng sinh sống lại quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng Diệp Thiên Lạc nói còn có hy vọng để ông ta càng khó mà giải thích được. Có thể Diệp Thiên giọng nói chém đinh chặt sắt, ánh mắt vô cùng kiên định. Chỉ cần có thể tìm được loại môi giới đặc thù, lại thêm lực lượng thần điện vượt xa cấp đại vũ tôn đế dẫn đạo, liền có thể thức tỉnh là ý thức của phụ thân còn sót lại bên trong quang ấn thần hồn, tái tạo lại thần hồn của ngài. Từ Nhược Vũ sắc mặt chấn động. Lực lượng thần điện,
vượt xa cấp đại vũ tôn đế hay sao? Theo ông ta được biết, đại vũ tôn đế đã là cảnh giới thần niệm chí cường trong vũ trụ, muốn tiến cũng không thể tiến thêm được nữa. Ông ta khó thể tưởng tượng lại còn có cảnh giới thần niệm vượt xa cấp đại vũ tôn đế. Cho dù là có, ai có thể đạt tới được chứ? Mà Diệp Thiên đối với chuyện này cũng không có lo lắng quá nhiều, chỉ là ánh mắt của anh đã trở nên trầm ngưng thêm mấy phần. Cảnh giới thần điệp vượt xa cấp đại vũ tôn đế, anh hiện tại chỉ cách có một bước, vượt xa cấp đại vũ tôn đế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điều thực sự khiến anh để ý là loại môi giới đặc thù có thể thức tỉnh lại ý thức còn sót lại của Diệp Kình Thương kia. Loại môi giới này được gọi là khí tức vị diện, mà theo ghi chép bên trong bảo tàng ký ức cổ cận hồn lưu lại cho anh, loại vật này cũng không tồn tại ở trong vùng vũ trụ này, mà là tồn tại ở một chiều không gian khác. Nơi đó được gọi là thiên thần giới.